Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua ban vận động cứu trợ Trung ương. Tính đến 17 giờ chiều ngày 14 tháng 9, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển về tài khoản của ban vận động cứu trợ Trung ương là 1.001 tỷ đồng. Ban vận động cứu trợ trung ương tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương vùng thiệt hại và bão lũ. Ban vận động cứu trợ trung ương sẽ tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.